Trước đó, nhận được thông tin tàu QNA-91944TS khi đang hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa có ngư dân Hoàng Văn Tạo bị tai biến mạch máu não, đề nghị được cứu nạn khẩn cấp. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAR-412 cùng ekip bác sĩ chuyên khoa của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng khẩn trương ra hiện trường cứu nạn. Sau khi trải qua ca cấp cứu để ổn định tình trạng, bệnh nhân đã được đưa qua tàu cứu nạn chăm sóc y tế tích cực. Đến tối ngày 10 tháng 4, bệnh nhân đã được đưa về Đà Nẵng an toàn, chuyển về Bệnh viện Đa khoa tiếp tục điều trị.